Người có đặc điểm này, bất luận địa vị cao hay thấp, sự nghiệp lớn hay nhỏ, thân phận sang hay hèn, đều có thể hiên ngang giữa đất trời. Kính thưa quý vị, người có đại khí, trong lòng có biển, chứa được trăm sông và thu được phúc khí của đời, hành sự ắt sẽ thành công. Phúc khí lớn nhất đời người nằm ở hai chữ đại khí. Đại khí phản ánh chiều sâu của thế giới nội tâm con người, là phong thái, thái độ, khí độ của một người và là biểu hiện của một phẩm chất toàn diện. Người đại khí, ví dụ như Phật cười Di Lặc có cái bụng lớn có thể chứa cả thế gian, hay giống như cổ ngữ có câu, cái trán của tướng quân rộng tới mức có thể phi ngựa, cái bụng của tể tướng rộng tới mức có thể chèo thuyền. Ý chỉ tấm lòng rộng mở, độ lượng có thể bao dung tất thảy những việc khó bao dung của thiên hạ. Nhờ đó, phước báo tự nhiên sẽ tới. 1. Mọi chuyện xảy ra không vướng bận, hãy rộng lượng một chút, rồi phước lành sẽ tới với bạn. Cuộc sống luôn có những điều khiến bạn không vừa ý. Đường đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Chỉ cần bạn không vướng bận, tâm an và rộng lượng hơn, thì phúc khí sẽ tự nhiên tới. Nếu cứ cố chấp đi vào ngõ cụt, lòng người càng lún sâu, con người càng ngày càng xa vào vũng lầy của cuộc đời. Có người luôn than thân trách phận, cả đời bình thản, chẳng làm nên chuyện lớn nên trong lòng âu lo, bất lực rồi gục ngã. Có người, cuộc đời chỉ luôn gặp những điều tầm thường, suốt ngày bận bịu, sóng gió liên tục ập tới. Vậy nên mới buông lời nguyền rủa trời, nguyền rủa cuộc đời, than vãn sự bất công. Trên thực tế, cuộc sống luôn công bằng với tất cả. Chỉ là có những người, họ hóa giải được những vướng mắc trong lòng. Họ nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, dùng đại khí như một vũ khí sắc bén để cắt đứt mọi cảm xúc tiêu cực. Họ tin chắc rằng ánh dương sẽ luôn chiếu qua những khe hở. Cuộc sống không chỉ có hai màu đen trắng, mà còn có những màu sắc sặc sỡ hơn, như cầu vồng sẽ xuất hiện lộng lẫy sau cơn mưa. Người đại khí, trái tim rộng lớn, kiên định, bất khuất, dù đối mặt với muôn vàn khó khăn, họ cũng có thể ổn định và giải quyết từng việc một. 2. Gặp người xấu, mỉm cười cho qua, càng căm hận càng kém phúc. Trong cuộc đời này có quá nhiều chuyện không vừa ý, nếu cứ để tâm từng chút một, liệu rằng bạn có còn hạnh phúc? Bạn bè với nhau, khi khó khăn tôi giúp bạn, nhưng khi tôi cần, bạn lại né tránh vì sợ gặp rắc rối, tình bạn vì thế mà tan vỡ. Mấy ngày trước, cho một người vay tiền, số tiền cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm tệ. Người đó vài ngày sau sẽ trả, kết quả là biến mất trong biển người, không trở lại nữa. Có người sống trên đời chỉ để trả thù, nếu trong tim chỉ có thù hận, liệu rằng mặt trời có còn soi sáng được cuộc đời của họ? Nếu nhất quyết làm lớn vấn đề, không chỉ khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi, mà còn khiến cho mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn. Thay vào đó, hãy nhìn nhận vấn đề ở một góc độ tích cực hơn. Bạn mất một khoản tiền để mua về một bài học quý giá cho cuộc đời. Bạn biết được người bên cạnh đó có đáng để tin hay không? Dáng vẻ của một người sau khi đã trải qua biến cố nói lên rất nhiều điều. Chuyện qua rồi thì để nó qua đi. Dù có vướng bận thế nào cũng không có ích gì. Mỉm cười và tiếp tục sống thôi. Như hạt bụi nhỏ trên quần áo, chỉ cần phủi chúng đi là sạch, vậy cớ sao lại phải vứt quần áo đi? 3. Người có đại khí, trong lòng có biển, chứa được trăm sông và thu được phúc khí của đời. Đường đời rộng mà cũng hẹp, cũng giống như lòng người. Trong tâm là biển lớn hay đường nhỏ quanh co, mấu chốt là phải nhìn vào tâm thái của mình. Người đại khí không vướng bận quá khứ, sẽ sống vui vẻ, an yên. Họ trút bỏ đi những bất bình và chấp niệm với số phận, nhìn nhận về thế giới đa chiều. Tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được. Người có đại khí, trái tim trở thành biển cả,
chứa đựng những dòng sông và những bất công biến thành sự bình lặng. Sống đúng với con người của mình, không sân si, không mù quáng. Đại khí là một dạng tài phú, là cội nguồn cơ bản của các phước lành. Người có đại khí sống hòa thuận, rộng rãi với mọi người. Dù rời đi, cũng được người người yêu quý, lưu luyến. Bất kể là tiền bạc hay công sức, chỉ cần giúp được sẽ giúp. Họ cũng không nói gì mà tự lo liệu. Họ thường suy nghĩ thấu đáo và rất hào phóng trong cách cư xử với thế gian. Là vì trong lòng có đại khí, nên những người như thế thường chiếm được cảm tình của những người xung quanh, đồng thời cũng thu hút được phúc khí trong cuộc sống. Cuộc sống vốn không dễ dàng, làm người có phúc lại càng khó hơn. Điều đó phụ thuộc vào tấm lòng chân thành, vị tha với cái tâm bao dung của chính mình. Đại khí là một trạng thái của cuộc sống, cũng là một loại may mắn, một loại hạnh phúc trong đời người. Người có đại khí ắt sẽ hấp dẫn muôn hoa đua nở, thu hút ong bướm đến chiêm bái, kéo theo vô số phúc khí. Đại khí cũng là một loại cảnh khắc khắc, đều ở trong sự biến đổi. Núi sông, mặt đất, vũ trụ cũng đều là thời thời khắc khắc ở trong quá trình thành, trụ, hoại, diệt. Phú quý giả tất bất cửu, giàu có là không thể vĩnh cửu. Cho dù có sung túc đến thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ suy vi. Tục ngữ có câu, giàu không quá ba đời, hàm ý rằng vinh hoa phú quý không thể cưỡng cầu níu giữ. Người ta làm việc thiện, tích đức thì sẽ bảo trì được phúc phận cho con cháu đời sau. Nhưng đa phần con cháu không giữ được tấm lòng của cha ông. Người ta ở trong hoàn cảnh đủ đầy, nhàn nhã thì đều dễ xuất hiện sự cao ngạo và lòng tham, lại cũng dễ hủy hoại nhân cách con người. Cũng bởi thế mà không thể giữ mãi sự giàu có. Hội hợp giả tất biệt ly, con người ta đâu thể ở cùng nhau mãi mãi. Bạn bè, người thân đến thăm rồi sẽ về. Cha mẹ, vợ chồng, anh em ở cùng một chỗ, rồi cũng tới lúc phải mỗi người mỗi ngả. Dẫu có sinh sống cùng nhau thì tới một ngày kia tất cũng phải sinh ly tử biệt. Cuộc sống có những lúc còn có thể níu giữ nhau, nhưng có những lúc dùng hết cách cũng không thể níu giữ được. Người không thể buông bỏ thì điều nhận được chỉ là thất vọng và bi thương vì không thể nắm giữ. Cường kiện giả tất quy tử, cho dù là tuổi trẻ, sức khỏe mạnh mẽ đến thế nào đi nữa,